Mỹ nhân Cbiz đọ lưng vạn người mê, Tịch Lệ Nhiệt Ba đang đẹp lại rớt hạng dần dần. Nani? Dương Mịch Từ bị chê này bỗng gây bão. Quá chuẩn luôn, quá tuyệt vời rồi. Làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều sao nữ không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp mà còn khiến khán giả phải chao đảo vì lưng ngọc tuyệt mỹ, càng ngắm càng mê. Đó là lý do mà họ tích cực mặc những bộ trang phục khoe khéo được ưu thế. Nếu như Dương Mịch tiến bộ dần thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại rớt hạng theo từng ngày. Hãy cùng ngắm qua những màn khoe lưng xuất sắc của dàn mỹ nhân và tìm ra ai đẹp nhất nhé. Top 6. Dương Mịch. Cách đây không lâu, Dương Mịch từng khiến cộng đồng mạng Hoa ngữ xôn xao khi khoe khéo lưng ong trong bộ váy xanh nõn. Lần này, nữ diễn viên đã chứng tỏ được mình cũng sở hữu tấm lưng mỹ miều chẳng kém ai. Thật ra, ngày xưa lưng của Dương Mịch không được đánh giá cao như bây giờ vì tật ở cổ nên dáng bị gù. May mắn là nhờ chăm chỉ luyện tập mà cô đã cải thiện khuyết điểm, ngày càng hoàn mỹ hơn. Top 5. Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba là điều chẳng ai có thể phủ nhận. Với khuôn mặt hoàn mỹ cùng dáng người quyến rũ và tài cân mọi trang phục, Địch Lệ Nhiệt Ba xứng đáng được coi là người kế nghiệp của Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, dạo gần đây, nữ diễn viên lại gây xôn xao vì tình trạng sụt cân đáng báo động. Bao nhiêu vẻ quyến rũ của mỹ nhân Tân Cương đã mất hết, đó là lý do cô từ top 3 rớt xuống top 6. Top 4. Triệu Lệ Dĩnh. Từ thời còn bị khán giả đánh giá là gu phèn mặc đồ hiệu như đồ chợ, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được nhiều lời khen nhờ tấm lưng ong vạn người mê. Với bờ vai nuột nà, vòng eo nhỏ nhắn, mỗi lần Triệu Lệ Dĩnh để lộ lưng ngọc là cộng đồng mạng phải dậy sóng liên tục, chẳng ai nỡ buông lời cay đắng. Đáng tiếc, Triệu Lệ Dĩnh lại chẳng quá mặn mà với việc khoe khéo ưu thế trời cho vì chấn thương lưng. Top 3. Angela Baby. Angela Baby được đánh giá là mỹ nhân bất bại trên thảm đỏ Hoa ngữ, bởi bất cứ khi nào xuất hiện, cô đều dễ dàng giật spotlight và nhận được mưa lời khen của khán giả. Ngoài gương mặt lai xinh đẹp, gu thẩm mỹ tốt thì tấm lưng nuột nà cũng là ưu thế lớn của Angela Baby, bởi nhờ vào nó mà cô có thể diện mọi kiểu váy khó nhằn, tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc. Top 2. Trung Sở Hy. Dù chỉ mới nổi lên vài năm, nhưng Trung Sở Hy đã là cái tên mà nhiều mỹ nhân Hoa ngữ phải kiêng dè khi cùng khoe sắc trên thảm đỏ. Dựa vào vẻ đẹp quyến rũ riêng, cộng với dáng người cao ráo, khí chất thời thượng và lưng trần hoàn mỹ như vẽ, Trung Sở Hy được đánh giá là định hải thần châm của Cbiz, chưa bao giờ thất thế trong những cuộc đọ sắc. Top 1. Nini. Với chiều cao như người mẫu cùng dáng người được đánh giá là mắc áo hoàn mỹ, Nini liên tục gây bão thảm đỏ. Bản thân Nini cũng hiểu rõ ưu điểm bản thân nên thường chọn những bộ váy cắt xẻ táo bạo để khoe được bờ vai góc vuông hoàn mỹ cùng tấm lưng tuyệt mỹ. Ngắm những màn khoe sắc lộng lẫy của cô, bạn sẽ hiểu tại sao người ta gọi cô là nữ thần thảm đỏ suốt nhiều năm qua. Đây chính là 6 tấm lưng đẹp nhất của Hoa ngữ, trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều khán giả phải thất vọng vì sụt cân mất kiểm soát, đánh mất vẻ quyến rũ của ngày xưa. Hy vọng cô sẽ sớm nhận ra vấn đề, cải thiện chế độ ăn uống và làm việc để lấy lại vóc dáng và tấm lưng ngọc xuất sắc nhé.